Bây giờ là hai đội chơi mình thỏa thuận đi, ai sẽ chơi trước nào? Em thấy quá rõ ràng rồi, một bên là con trai, một bên là con gái. Thì sao? Lady first không? Thôi ok, chơi luôn. Xúc đi. Rồi. Chơi luôn. Mình vậy xúc là đi. Coi chừng trai đi trước đây, rút kinh nghiệm cho Băng Di nha. Dạ. Câu hỏi bắt đầu. Nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven được sinh ra quốc gia nào? Đức. Chính xác. Loài cá nào có thể bay được? Chó chuột. Đúng rồi. Loài vật duy nhất thuộc lớp thú có thể bay? Con dơi. Đúng rồi. Một sân gôn tối thiểu có bao nhiêu lỗ? Bao nhiêu? Không biết rồi kìa. Rồi xong. Như vậy là các bạn trả lời được 3 câu hỏi. Đội các bạn có 1.500.000 đồng. Ít vậy. Mời đội Đại Nhân và Lâm Di bắt đầu. Thần đồng âm nhạc Hoza là người nước nào? Áo. Theo truyền thuyết Hy Lạp, vị thần cai quản biển là vị thần nào? Bỏ qua. Rồi, có rắn có mấy lá phổi? Một phổi. Chính xác. Trong môn gôn, nếu gậy gôn bị gãy thì bạn sẽ làm gì? Bị lõi. Chính xác. Củ gì già tuổi càng cay thường làm mứt tết những ngày đầu xuân? Gừng càng già càng cay. Đúng được. Rồi. Bộ phim truyền hình Người Phán Xử được chuyển thể từ một bộ phim truyền hình nổi tiếng của quốc gia khác. Quốc gia đó là quốc gia nào? Quốc gia không biết. Rồi. Trong bộ phim truyền hình Người Phán Xử, nhân vật Phan Quân là chủ tịch tập đoàn. Tập đoàn đó tên gì? Phan Thủy. Xong. Hay quá. Rồi, hay quá. Chúc mừng cho Đại Nhân và Băng Di. Các bạn có 5 câu hỏi trả lời đúng, các bạn được 2.500.000 đồng. Yeah. Thần tài đến rồi anh ơi. Như vậy là ở vòng tam bị đầu tiên thì đội của Phương Thanh tạm gọi là thua 1.000.000 so với đội của Quốc Thuận. Có 1.000.000 à? Con đường còn dài. Đường còn dài mới biết ai là ngựa hay ngựa giỏi. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình Khí Lực Sánh Đôi. Wow. Em lên chơi chứ? Rồi. Chán lên chị ơi. Nào. Chuẩn bị. Thời gian dành cho bạn là 2 phút 20 giây. Bắt đầu. Đi đi. Làm sao? Vừa bình tĩnh. Từ từ. Vừa qua ngày bập nha. Không được. Đúng rồi. Không vội. Đi theo. Vội. Đi theo cái mũi tên chúng tôi. Không vội. Đúng rồi. Không vội. Đi qua luôn. Qua luôn. Làm gì? Hay quá. Đúng rồi. Hay quá chị ơi. Đúng rồi. Không vội. Không vội. Chạy luôn. Qua đây. Qua đây. Yeah. Tới cái mức này mới được nha, tới mức này mới được nha. Đúng rồi Duy, không vội. Nhạc đi. Đúng rồi, vội, không vội, không vội. Nhanh lên. Từ từ. Từ từ. Không phải vội mà phải đi nhanh, có tiền nhiều. Đi càng nhanh luôn. Rồi. Rồi, bỏ. Được rồi, được rồi. Vậy lại. Nè. Ok. Các bạn coi phim Thần Nữ Dân Ngủ Linh Kỳ chưa? Vâng, chúng tôi đang có nữ diễn viên Suýt Băng Di. Tiếp tục qua tới mức nha Băng Di. Tới mức luôn. Tới mức. Đó. Đúng rồi. Phải tới mức nha các bạn. Đứng bên đó đi, ống nó luôn. Đây, đã lên. Bốn đó lên. Nào, tiếp tục. Thứ một là cây cờ là 500 ngàn đồng. Chúng ta có 2 cây cờ là 1 triệu rồi. Đi lùi về bức tường. Đi qua luôn. Đúng rồi. Dạ. Được rồi. Đi qua em để gì nè. Để đây là chạy được nè. Tới đây là chạy được nè. 3. Gì ơi, 500 ngàn đó gì? 500 ngàn một cây nha. 5 xị. Đi lùi về bức tường. Đi lùi về. Thôi giỏi. Đấy, đưa cho anh, chạy qua đưa cho anh. Chạy đi. Yeah. Wow. Đấy, đi. Trời ơi. Trời ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đó, bước qua luôn. Thuốc sắc. Rồi, qua, nhanh lên, nhanh lên. Hãy đi lên. Hiểu gì ta? Đang kiếm 500 ngàn nữa. 2, 3. Qua luôn rồi, đưa cho. Qua đó. 500 ngàn chị ơi. Lấy 5 triệu luôn rồi. Còn 20 giây. Từ thôi, từ ơi. Thôi. Từ từ không được. Từ từ hết. Phải đi nhanh nữa đợi đến. Chạy luôn, chạy luôn. Đúng rồi. Chạy lên. Chạy luôn. Còn nước còn ác. Đi. Kịp không? Đi luôn. Như vậy là đội Quốc Thuận có 8 cây cờ, các bạn được 4 triệu đồng. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Tiền tăng. Để xem các bạn có thời gian là 150 giây, có nghĩa là 2 phút 30 giây. Chuẩn bị 2 phút 30 giây bắt đầu. Sao tôi nghi quá, cô ơi. Lên tiền ơi, có bao nhiêu tính bao nhiêu rồi. Không được rồi. Không sao. Làm lại. Chậm thôi. Cây nào chắc cây đó. Nó theo đà xong em chạy theo ơi. Đúng rồi. Trai qua đây nè, trai hãy nói đi, chị đứng đây chị đón. Không được, đi tới ngược về. Bây giờ đi ngược được. Trời ơi, sao quần để hoài vậy? Trời ơi, sao quần hoài vậy? Một. Tịnh tâm. Ừ, để em lên đâu anh? Tịnh tâm đi em. Xin lỗi trai, xin lỗi chị Phương Thanh. Không sao, em sẽ cố gắng hết sức. Mọi người cho em một tràng pháo tay nào. Trời ơi, lẹ đi. Không, quên, tính giờ mà. Thôi, đi, chắc tới sáng quá. Không được rồi.
cố gắng lên. Bây giờ mình đã mất rất nhiều thời gian mà chưa không có thể cờ không sao, không sao. Thôi thôi, bó tay rồi. Chắc cái này được 500 ngàn quá. Không được 500 cầm nữa. Cầm cao lên, cầm cao lên để em hỏi thôi. Ô, ráng lên nào. Hay đó, rồi. Để ở giữa, ở giữa là bàn tay mình cho dễ hơn nào.